hệ thống quán nhậu tự do. Hotline sao 1986. Rồi thì quyết mấy điều này thôi. Anh Steve yên tâm nhá. Nếu mà dùng không uy tín anh có thể đem trực tiếp lại nhà em trả luôn. Đấy, sư tử em. Dân gặp sư tử kìa. Thằng này mà kiểu mắt kém sao ấy anh em ạ. Hai bỏ xẻ nhà trận đi tội anh em 98. Ây nhầm. Nhà một trận mất 1,5 triệu thế thì đau quá. Không có, không nghe các cụ ơi. Kèo này giá 70 đang bài sờ tút lên chi tiết đồng Phan Club kiếm tí tương tác anh nhỉ. Cụ cháu sinh năm 2K2 anh em nhá. Chở Bệnh Hà đến từ Hàm Yên Tuyên Quang. Đây là BS đầu đến từ Chở Bệnh Hà, nhét dân các kiểu cũng tinh tế phết đấy chứ. Em ở tầng 2 người phòng 208 tòa B anh ạ. Rồi nó còn hiệu này 70 thì chẳng nghỉ luôn anh em. Bài bài hiệu hai quả. Và mình nghĩ là BBM sẽ bó sát map ở đồ 12 giờ rồi. Và ăn bầy hiêu là ăn bầy hiêu bên dưới nhá, mặc dù bầy hiêu ở sát map 12 giờ là bầy hiêu 7 con. Đây. Đánh nhà thôi. Rồi đây một quả đến từ Chỗ Mạnh Hà này. Thì góc 3 giờ còn chấm đen ở trong đấy, anh nghĩ là em nên cho một dân vào đi. Biết đâu có đôi voi, đúng rồi. Nếu mà có đôi sư tử thì lỗi anh. Có đôi voi thì bú. Ông Tư để xem ông em cơ cấu đã. Đây những cái góc 3 giờ này là những cái góc mà gần như là không được để hở này. Phải dò này. Đấy, cứ kiểm tra lại một nhịp. Nó cũng gần thôi. Rồi làm VS 2 nhân đôi. Quá hợp lý rồi. Bạn thân Bình Xuân đây xuất hiện anh. Ừ đúng rồi em ơi, đây bạn thân Bình Xuân xuất hiện em ạ. Rồi kích đời rồi, cứ bình tĩnh thôi. Không phải vội phi hiêu nhá. Làm sao nó ở gần và chết đẹp nhất. Từng con một cũng được. Nhưng miễn là nó phải chắc chắn. Phi tơ nào phải chết tơ đấy. Chứ không phải gì phải vội vàng để cả một bầy nó chết loằng ngoằng cả. Đấy, cứ tự tin con nào, phi nào chắc con đấy. Đúng rồi, phải gần, phải chuẩn, phải đẹp. Nét đấy. BB bò sát mép 12 giờ là đẹp rồi. BBM mặt này chắc rồi. Đấy, con này phi phát nữa nó nhảy vào này. Đấy, đấy. Nét, thế xem nào, mày cơ cấu phải chuẩn thế này chứ đi. Ừ, hai em ơi. Đấy, tí làm cái S3 bên trong nữa, ông Mark Vinh nhá. Rồi, đã qua máy chim sẻ gái. Ông này xử lý như vậy là thực sự tuyệt vời rồi. Ấy là, ấy là, ấy là, ấy là. Ấy là, ấy là, ấy là. Thằng bóng 6 này có hiện tượng anh em. Rồi, được rồi, được rồi. Hình như là muốn thịt anh em vitamin khô máu luôn rồi anh em ạ. Đồ đi ra Nga lên sớm nhất bản đồ này, có đứa chết. Có đứa chết anh em ạ. Kèo này mà thua anh nông một bỏ chế à. Thôi. Nói thế, nông một bỏ chế có đến cả trăm lần rồi. Ok, và trước khi đến với những uống giam xanh ở trận đấu này, tôi xin giới thiệu các bạn về nhà đại truyện Deliver. Một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để mang đến kèo 22 test trình game thủ mới. Nhưng mà thực sự là ngày hôm nay nó đang diễn ra một cách khá là một chiều và chóng vánh. Khi mà ta đã dẫn trước với tỷ số 6-0 rồi. Và đây là trận chung kết sớm nha đội bạn. Thì xin giới thiệu anh em, nhà đại truyện Deliver chúng tôi đang có sản phẩm siêu tẩy trắng công nghệ điện phân mới. Giải pháp cho tín đồ thích màu trắng anh em nhá. Đánh bay ô mốc, thâm kim lâu ngày, vết cà phê, vệt máu, an toàn, hiệu quả, không hại da tay, khử mùi hôi, khử trùng và diệt khuẩn nữa. Công dụng làm sạch nấm mốc, mảng bám, công nghệ điện phân tẩy trắng cao, khử trùng tốt, an toàn cho da và đặc biệt đó là sẽ không có mùi hăng anh em nhá. Để anh em nào đã muốn sở hữu sản phẩm Deliver thì các bạn có thể truy cập theo đường link Shopee mình đã để phần bình luận. Chỉ 59k một chai thôi anh em ạ. Chỉ 59k một chai. Rất hiệu quả luôn. Trực tiếp Chim Sẻ Nắng đã dùng sản phẩm của Deliver và có TVC giới thiệu cho anh em rồi. Nó hiệu quả. Và chính vì nó hiệu quả và rẻ nên em giới thiệu với anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và như vậy là 98 đang nhốt BA chim sẻ. Mặc dù 98 là bài không có gì nhỉ. Đây là máy của Chỗ Mạnh Hà đấy, bảo 98 dâng nào vào đây. Đâu? Bo trước cửa nhà dân. Đường nào cũng phải đóng nghe. Đấy đúng rồi, bo mặt đấy lại. Rồi, ok cứ bình tĩnh thôi. Không sao, nó bị sẻ nick mà, yên tâm đi. Bona đến Chỗ Mạnh Hà.
Từ phanh ruộng này đến cái BS này, đúng rồi, đấy đấy đấy, căng ngang ra. Rồi được, được 4A. Hay. Đấy, để cho nó không lọt vào sâu bên trong nhà mình là được. Đỡ mất tay. Nó chỉ đi vòng thì ở BA mình nở con ra đỡ được. Rồi, khéo lắm em ơi. Chuẩn rồi đấy. Rất đúng ý nhà thơ rồi. Lên ruộng nữa. Sắp tân 2 nào. Rồi, đang viết tân 2 và bắt đầu đẩy quân đến từ Trần Mạnh Hà. Đây là chim sẻ. Bắt đầu chơi vào dân của 98 đây rồi. Thủ ơi, thủ ơi, thủ ơi. Cứ đứng khỏe ra lên có ai sớm đi em. Phát triển đi. Sẻ lăn xả rồi. Đây rồi, đây cũng là 98 vừa nhìn thấy kìa. Rồi, quân đội bạn đấy. Nếu được thì bo dần hai lớp ở mặt kia đi nhá, mặt sang mép này 2 giờ ấy. Đây, 98 đây, nó một sắp bắt BA chim sẻ rồi. Đi 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 đi, nó một sắp đây rồi, đi đi. Đi được rồi, đẩy thẳng 12 giờ em ạ. Rồi, gỗ 2 đi, chim sẻ và dân 98 đang re kèn trên bản đồ đây. Sẻ đang rất đông quần đây rồi. Nó một đã, nó một đã. Vậy, 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 vậy. Mày, hộ cái. Hộ cái ra đây. Hộ cái. Ui giời ơi, tuần 7 ghê đấy mà xịt được. Cày ghê. Và thăm lại là 34, nhà bản đấu này 98 chạy hết rồi. Em dai khỏe chưa? Đang ngang thứ 5 đến từ em dai rồi, sắp đều quân nhá. Từ từ. Và cũng đang ngang thứ 6 luôn các bạn ạ. Đây BA 98 đây. Cắm vào sắp mép bản đồ, qua đêm em sắp mép bản đồ từ nhà em lên 12 giờ ấy. Đấy đúng rồi. Nó chỉ có mặt này thôi, mặt kia sẽ kê rồi. Rồi sắp đều quân ra. Vẽ dụng đen đi, vẽ lại đi. Đấy gặp kìa, gặp kìa, gặp kìa. Vậy, 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 mất đạo à? Vâng, lưu sang đạo 2 mới đầu. Rồi, sẽ ra đây học BC rồi. Cứ khỏe ra, sắp đều quân nào. Quan trọng là sắp đều quân nhá. Thêm lớp nữa đi. Vậy, đúng rồi. Nữa, tốt. Tốt. Thế chứ. Hay quá mày. Mày nick nó cho anh. Hay luôn. Được. Trời ơi. Đỡ hộ tôi cái. Vâng, đây, đây là đâu? Đây em đấy, chim sẻ đang hộ đây đây đây. Ôi trời ơi. Các cụ ơi. Vâng, không không không, hồi ngoài luôn, hồi đấy luôn, hồi đấy luôn, trong nhà hết đất rồi. Vâng, đây là BA 98. Tham lai của chim sẻ là ba anh tôi, nhưng BA mới 98 đã bị phát hiện và sẽ bị 7E. 98 vừa đi khoảng độ mấy chục dân liền anh em ạ. Thôi hỏng rồi. Vỡ thật rồi. Vỡ tan là như thế đấy rồi anh em ạ. Vỡ tan là như thế đấy rồi. Em giải vẽ gần thôi. Ông vẽ ruộng kiểu gì ông sẽ. Đây là máy của Trò Mạnh Hà. Ôi trời ơi, quay sang giác nào là 7 em phát đấy. Em đánh tên này thì chúng nó đỡ tên nào được. Châu quân ra, tăng Nga lên. Chỉ chuẩn nào, ok. Chỗ đấy không có gì em ơi, không có gì, chạy hết rồi. Không phải tin, anh bảo là không có gì rồi. Đen đen lên gỗ đi, ok. Xoay tham thì khoảng xoay tham cho nó một bao dân nhá. Đấy, gặp này, gặp này, gặp này. Con dân ở nhà chính của em mới rồi là nó không đi ra ngoài được đâu đấy. Vì em vẽ ruộng kiểu ôi ôi đấy. Nó không đi ra được. Rồi. Đấy, bây giờ mới ra được, ông sẻ lại bo lại rồi. Đóng nhà chính mới đấy, BC đấy. Đúng rồi. Cảm giác không xong dân nhà chính đầu thì mình xây hẳn nhà chính mới luôn. Vâng, tham, ôi giời, cái tham line này thì thôi, 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 thôi. Thôi các cụ ơi, tạm biệt các cụ luôn đấy. Chia buồn của anh em Vitamin luôn. 10.000 anh em đang xem. Và hy vọng em vẫn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để có thể sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Deliver chúng tôi. Cả các thủng rừng đấy nhá. Em ơi, em mà tách dân ra ngoài được ấy, mặt 12 giờ có cái rừng già nữa, em bo lại được là cũng bo lại được luôn đấy nhá. Đấy, bùng nhà chính ra, đuổi đi. Đấy, thêm là xin mới. Đây, 98 đây, sẽ vé thôi. Dí. Anh em có thể truy cập theo đường link Shopee mình để phần bình luận anh em sở hữu các sản phẩm đến từ nhà chợ Deliver chúng tôi. Rất tuyệt vời luôn anh em ạ, cực kỳ uy tín với anh em luôn đấy. Cái này sẽ ra bài 41 rồi. Xem nó một bao dân được không? Sẻ đang can chôn sắp lại dân rồi anh em ạ. Khỏe lắm luôn rồi đấy. Tha mình đang đè rồi, 98 đã phế. Bây giờ một mình nô một làm sao cân lại được chỗ mình hàng và chim sẻ đây, nô một bắt đầu đi quân. Đây là máy của cái thủ chỗ mạnh hà. Hải bảo sẻ solo mí anh không? Dạ có anh ơi. Anh muốn solo như thế nào ạ? Vâng, hay chụp anh ơi. Rồi chơi đi. Ôm gì mình em chơi được rồi. Tự tin lên em, đào vàng đi. Nâng đào vàng lên. Dân em đủ để đào vàng lên 4 rồi đấy.
đen một cái ruộng ra đi. Xấu quá. À đây vẫn có đường ra, sorry. Bỏ lại mặt 12 giờ đến từ Trở Mạnh Hà. Vâng, 98 nâng công vào mặt này. Ok luôn. Rồi, làm sao? Ôi rồi ôi, em kéo cả dao bổ trâu về để bắt gà thế này nữa. Sao kéo ít thôi. Làm cả kích về BA này. Nó có một con đấy cho nó nghỉ luôn. Đào vàng đi. Đúng rồi, đào vàng kìa, mua con lọt trong nhà kìa. Tốt. Rồi, móc máy cây gì? Tăng dân đào vàng đi em, cho nhiều dân vào. Đúng rồi, bắt đầu đào vàng rồi. Đi sang nhà xẻ nhìn máy, nhìn máy xẻ ra vàng ở đâu mà ăn em ơi. Đó, đi ốp một tợn được. Ừ, ốp đi. Tự tin đi ốp luôn. Rồi, tập trung nào, tập trung nào. Rồi, rồi, thoải mái đi. Rồi, bạn đi. Nâng bản đồ lên em ơi. Ok luôn. Đấy, đào bàn đi. Dí. Rồi, kết thúc rồi bạn anh em nhá. Quá khỏe đến từ Trở Mạnh Hà. Tuyệt vời luôn. Rồi, ra ngoài đường đây. Đấy, xong tuần nào ra đứng nhà tôi bấy nhiêu thôi. Còn lại tập trung đào vàng lên 4. Đi ôm đi. 528, ui kìa, chú ý nào. Xẻ đâu rồi, ui nó một đồng ấy. Từ nhá, lùi đi. Xẻ đến không? Vâng, chưa thắng đâu anh em ạ, nó một đang đông quân quá. Xẻ thăng lai 65 rồi, đang tăng A. Vâng. Từ từ, áp lực rồi. Đông đấy, bạn đông đấy. Đây là Hà, đã có bản đồ rồi. Nhìn hai anh em đi cùng nhau kìa, Ờ, điều đi, đông đấy. Kìa quân kìa. 115-114 đấy từ game thủ Trở Mạnh Hà rồi. Rất đông quần đây rồi. Bình định rồi. 10.000 anh em đang xem và hy vọng anh em có thể truy cập theo link Shopee mình đã ghi phần bình luận để sở hữu sản phẩm tẩy trắng tới từ nhà chợ Deliver anh em nhá. Chỉ 59k cho một chai tẩy trắng đấy thôi anh em ạ. Sang cái ruộng mới đi Trở Mạnh Hà rồi, 800 vàng rồi. Đóng ca đấy em ơi. Đây, ôi rồi. Ôi giời ơi các cụ ơi. Ôi giời ơi em dài. Khổ lắm rồi, tha cho nó đi. Nó không chịu được nữa. Thằng Nga làm gì nữa anh em, kích 4 rồi. Thôi, thế thôi. Hay quá. Rồi đây là máy của Trở Mạnh Hà. Đấy, bung ra to lên. Sẽ bo hẳn mặt cứng rồi. 98 này. Không, phải ra. Rồi, đấy, ôi giời ơi. Ôi giời ơi. 98 ơi. Ôi giời, thằng sẻ nó nhốt được 98 trong này rồi các cô ơi. Và bị nhốt đến từ 98. Đây, chạy đi đâu bây giờ đây. Em dai của tôi ơi. Em dai của tôi ơi. Hãy cho em dài một lối thoát em. Ôi trời ơi. Khổ lắm rồi, tha cho nó đi. Vâng. Kệ. Vâng, nó 1 lên 4 xong rồi, gì đây. Nào, xem nào. Như vậy là nó 1 lên 4 xong, tăng A nhá em ơi. Nhiều gỗ quá rồi, tăng A đi, ăn vàng nhiều lên. Vâng, bạn đi ôm mình kìa, vào đó đi. Tập trung tân này nhá. Rồi gì đi. Vào đi. Rồi nó một bắt đầu đến nhà Trở Mạnh Hà rồi. Xẻo quân về đỡ tân nào. Sóc hót. Bỏ cung đơn sóc hót. Sóc hót cho em ơi. Rồi ok, xong rồi được. Nâng công nghệ lên nhá. Chú ý vào đây, đổi cũng được. Vào thôi. Ok. Bình tĩnh thôi. Xẻo vẫn rất đông quân nhá. Đây, xẻo đấu với nó một đây. Nó một tay đấu với chim sẻ nữa. Em sắp đều quân ra đây, nó đông đấy. Vâng, nhưng nhà nó một sẽ vỡ tên này. Chắc chắn nó một sẽ vỡ nhà tên này. Tập trung nào, ăn dân nhiều vào. Lùi hết ở nhà lại đã, đừng đấu vội. Bỏ lại, đúng rồi. Cứ lùi lại đã. Tập trung đi ôm tên kia đi. Bắn đi. Không đỡ ở nhà đâu, chắc chắn không đỡ ở nhà. Em cứ lùi lại đi, tụi đêm hot. Đợi xẻ nở quân ra sang đấu cùng.
Đấy, bắn đi. Rồi, đội bạn bật nay rồi kìa, ăn dân đi. Nó một hết dân rồi đấy. Cứ lùi vào trọng được, có sẻ sau mà, cứ lùi đi, cứ lùi đi. Nở thêm quân ra lại đấu, nở thêm quân lại đấu. Rồi, nhà đoạn toang rồi. Toang rồi. Rồi, lùi lại. Nỡ hộ gái, ôm hộ em gái. Ôm hộ gái. Thế rồi nhanh vây. Đúng rồi. Thế xem nào. Thế xem nào. Em ơi, em đánh hay quá. Biết chưa các cô ơi. Và tập lại là hơn lít đến từ chỗ bạch ngà rồi, bắn đi. Đang để đây trồ không sợ mất dân, cứ bắn đi. Nó đang đây trồ rồi. 110 đến từ chỗ bạch ngà, nó một hết quân rồi. Thôi, 7-0 các cụ ơi. Các cụ ơi, 2-3. Siêu 7-0 dành cho bộ đôi chim sẻ đá vào chỗ bạch ngà trong buổi tối ngày hôm nay. Được chưa anh em, được chưa ạ? Một buổi tối quá cháy dành cho một đôi chim sẻ đá và chầu Mạnh Hà rồi. Một buổi debut phải nói là thực sự. Hệ thống quán nhậu tự do. Hotline sao 1986.